Theo hãng tin AP, ông Lee Bacow, cảnh sát trưởng sở cảnh sát Tampa thuộc bang Florida cho biết ít nhất hai người đã xả súng vào khoảng trước 3 giờ sáng ngày 29 tháng 10 giờ địa phương tại khu Ybor City, nơi có nhiều quán bar thuộc thành phố Tampa. Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra sau khi hai nhóm ẩu đả nhau trong bữa tiệc Halloween ở dãy nhà 1600 trên đại lộ số 7 ở khu Ybor City, thành phố Tampa, bang Florida. Ông Bacow thông tin, cảnh sát đã bắt giữ Tyrone Stephen Phillips, 22 tuổi, người có liên quan đến vụ xả súng này. Người này hiện bị cáo buộc giết người cấp độ 2 bằng súng. Ông Bacow gọi vụ bạo lực súng đạn nói trên là cực kỳ bi thảm và cho biết cảnh sát sẽ không dung thứ cho điều đó. Trước đó, nhà chức trách nói họ đã bắt một nghi phạm và đang truy lùng ít nhất một nghi phạm khác. Đến chiều ngày 29 tháng 10 giờ địa phương, ông Bacow không cho biết liệu cảnh sát có đang truy lùng người nào khác hay không sau khi đã bắt giữ Philip. Chưa rõ Philip đã có luật sư hay chưa, nghi phạm này vẫn đang bị giam và chờ đưa ra tòa án lần đầu vào ngày 30 tháng 10.